Rồi, kênh Mai Vàng 64 xin kính chào cô chú anh chị gần xa nha. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2022, là chuẩn bị qua 30 tháng 4 một năm là ngày nghỉ lễ giải phóng miền Nam ha. Thì hôm nay sẽ tiếp tục quay cho anh chị xem cái vườn mai nhà em ha. Sau khi mà trồng trong bầu cây sáo được tầm khoảng tháng rưỡi nha, tháng rưỡi thì nó sẽ phát triển như thế nào. Thì giờ trước mắt anh chị là một cái dàn mai, một cây mai nha, cái mai đầu tiên thì nó đi tàn cũng rất là đều nha. Thì em vừa bón cái đợt phân mà vô cơ, là vô cơ cách đây khoảng 1 tuần. Đấy, thì cộng thêm miền Nam này này nó mưa nữa ha, thì cây mai nó bắt đầu nó phát triển rất là tốt nha. Đây đây là nó đi lá tực, lá non nè, tực non nè, nó đi thêm tàn cho cây. Quay xung quanh cái bộ tàn của cây mai cho cả nhà cùng xem. Đấy, nhìn rất là ok nha cả nhà. Đây, cái hoành của cây, hoành thì cỡ ngón út của em ha, ngón út của em thì hơi lớn nha, ngón trỏ em nè nha, ngón trỏ em hơi lớn chút xíu nha. Cây cũng phát triển khá là ok. Thì hôm nay nè, ngay cái dịp mà nghỉ thì mới có thời gian rảnh cập nhật cái vườn mai và quay cho cả nhà cùng xem. Cả nhà xem kênh thấy hay thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh và cho em một like ha, để em có thể ra nhiều clip tiếp theo gửi đến cô chú anh chị và các bạn gần xa về cái mô hình trồng mai hiện tại theo mô hình bầu cây sáo của em nha. Đây, cây nào cũng đi tược ha. Ngoài cái đợt phân, hữu cơ và vô cơ đã bón, cộng thêm cái lượng mưa xuống là khoảng 2-3 ngày nay ha, thì nó có chứa cái hàm lượng đạm trong đó, thì cây nó đi tược rất là tốt nha. Và lưu ý với anh chị á, là vào cái đợt mưa thì mình đi bón phân cái lượng đạm cho nó giảm xuống nha, mình đừng có để cái lượng đạm cao quá thì cây nó bắt đầu nó tụt nó ra là nhảy giọt ha, nó không có xích lại nhau nha, mà tụt nó đi bắn tụt ra nha, nó ra xa xa mấy cái mắt lá nó xa với nhau thì cây mai mình nó rất là xấu nha. Mình để cho nó từ từ thôi, ra cái lượng đạm vừa phải thôi, ít đạm thôi, cây xuống đất thì nó tốt rồi, cộng thêm mưa nữa. Phân thuốc thì mình 1 tháng mình mới bón 1 lần nha, chứ không có thường bón thường xuyên. Nhiều anh em thì có thể là nửa tháng bón 1 lần, còn mà mình là chỉ có 1 tháng bón 1 lần thôi, xen kẽ với nhau. Là chọn cái mốc thời gian là 15-30. Đó, tháng ví dụ như là ngày 15 mình bón phân hữu cơ. Hữu cơ là phân cà nén nha cả nhà. Thì bữa ngày 30 30 là mình tháng sau là mình sẽ bón thành phân vô cơ. Vô cơ thì anh chị có thể bón 30 10 10 hoặc là 16 16 8 ha. Hoặc là anh chị bón đáp nha. Bón gốc hoặc là anh chị có thể là ngâm nước tưới trực tiếp ha.
bón, khi mà mình bón thì nó mình gãi xung quanh cái bầu mình nha, đừng gãi ngay gốc của cây nha, gãy gốc cây thì nó sẽ bị nóng nha, nóng và hư rễ cây nha. Còn anh chị ngâm tưới á, thì anh chị cứ tưới cái liều lượng vừa phải thôi ha, giống như một cái liều lượng nhẹ để cho cây nó phát triển thôi, tránh làm tưới mà làm liều là cây mình sẽ bị ảnh hưởng liền. Mình để cho nó phát triển tự nhiên, mình tác động cái lượng lượng phân bón, lượng đạm vừa phải, bổ sung những chất dinh dưỡng cho nó vừa phải thôi, đừng cho nó đậm quá thì cây mình nó không được là ok nha. Đấy, cây này cũng đi được mà khá là đều, mới trồng có 1 tháng rưỡi ha mà nó lớn rất là nhanh nha cả nhà. Anh chị có thể xem những clip trước em quay cách đây khoảng tháng hoặc là 1 tháng rưỡi trước là clip trồng những cây mai này nè, thì bây giờ nó phát triển như thế này nè. Được nè, tàn cây nhìn trên từ trên cao nhìn xuống nha. Đó. Mấy cây này là đều là những cây đã xử lý đế rồi ha, mình mới trồng đất nha. Cây này thì bị lấp bộ đế lại rồi. Đây, một số cây nè đi được nè, tàn của cây khá rất là đặc nha. Đó. Quay một vòng cho cả nhà cùng xem ha. Đó. Thì cây này đế nó lội lên nè, mình coi được ha. Đây. Quay một vòng bộ đế cho cả nhà xem đó. Hoành nó cũng cỡ nó úp của mình rồi nha. Đó. Đây cây. Đó. Mình lắp lại để cho nó nắng đừng có làm mất nước cái cây mình ha, mình luôn giữ cái độ ẩm cho cây nó phát triển là tươi tốt nha. Lưu ý là khi cây ra tược non như thế này nè, mình phải xịt thuốc dưỡng lá cho cây ha. Thứ hai là phải xịt sâu và ngăn ngừa bọ chỉ để cây mình nó không có bị tác hại của sâu bọ chỉ ha, và dưỡng lá cho cây nó không bị nấm bệnh nha. Mưa xuống, tình hình mưa xuống này cũng dễ bị nấm bệnh lắm nha cả nhà. Đấy. Bộ tàn của cây. Đây. Cây này cũng cắt tược trên ha. Bắt đầu đi tược non mới nè. Tược non mới. Tàn như cây mây dây á. Nó ra nó chỉ dài ha. Dài như sợi dây vậy. Sau này mình sẽ xử lý bộ tàn đó nha. Bây giờ mình đang để cho nó tự nhiên luôn. Đó. Rồi nó như là cây mây dây vậy đó. Nè, cây nào cũng đi được hết ha. Nó nhìn rất là ok. Một số cây là bộ đế lên nè, quay cho cái này cùng xem nha. Đây, bộ đế của cây. Cây này là bộ đế VIP nha. Hai bên hai mặt nè. Hai mặt bộ đế nè. Tầm mười mấy, 12, 12, 13 cọng rễ nha cả nhà. Đấy.
Cây này bông thì cũng là rất là ok nha. Mai dở tùm lum, từ lưa. Giờ quay tiếp cho cả nhà xem một số cây nữa rồi thì em xin kết thúc clip nha. Cả nhà xem kênh thấy hay thì nhớ cho em một like ha, và bấm vào nút đăng ký kênh nha, để có thể gửi đến nhiều người cùng xem ha. Vì cái lượt like, lượt tương tác của anh chị á, cô chú anh chị gần xa thì sẽ giúp cho cái kênh, cái clip của em á sẽ đi đến được YouTube nó đề xuất và được nhiều người cùng xem ha. Thì nếu anh chị thấy hay thì cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Lễ thì em chắc cũng không có đi chơi ha. Lễ thì em sẽ ở nhà tiếp tục trồng mai tiếp và sẽ quay cho anh chị xem những cây mai mà tiếp tục tiếp theo để em trồng như thế nào nha. Thì hiện tại em còn số lượng mai rất là nhiều, mai đã xử lý đế các loại ha, nhiều loại đế, nhiều kiểu khác nhau, và em sẽ trồng tiếp cái vườn mai của em. Đây, lễ thì mọi người đi chơi này kia ha, đi chơi giao lưu bạn bè, đi du lịch nghỉ dưỡng. Còn em thì ở nhà em trồng mai nha cả nhà. Đó, chỉ có lễ em mới rảnh thôi ha, còn những thời gian còn lại là em đi làm nha. Một số anh chị là nhắn tin kêu giao lưu mai, giao lưu cây con ha. Là những cây đó là em đã chưa có, em xử lý đế rồi nhưng mà em chưa có soạn ra nha. Thì đến thời điểm phù hợp thì em sẽ giao lưu với anh chị nha. Bây giờ hiện tại là công việc em rất là bận, thì chỉ có thể chia sẻ với cô chú anh chị gần xa những clip vào ngày cuối, dịp cuối tuần ha, hoặc là dịp em nghỉ lễ thôi, nghỉ lễ nghỉ phép gì đó thì mới có thời gian để chăm sóc cái vườn mai của em nha. Thì có sao thì quay dậy cho anh xem, cho anh chị cùng xem nhé. Chứ nhiều anh em nào mà đã chuyên nghiệp và trồng mai thâm niên lâu rồi thì em không dám chia sẻ nha, chỉ chia sẻ cho những anh em nào mà mới biết chơi và yêu thích mai què vàng và chuẩn bị trồng mai ha. Đấy, cây này thì chỉ có hai tượng thôi nè, tượng đi lên, tượng đi ngang đi xuống ha. Thấy lạ lạ trồng luôn. Rồi, cuối clip thì em xin chúc cô chú anh chị gần xa có ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 thật là vui vẻ bên người thân và gia đình mình nha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo. Rồi, mến chào các bạn.